Cây cầu có tên là Astra, thiết kế hướng tới giúp cho lái xe đi lại dễ dàng hơn và công nhân cầu đường làm việc an toàn hơn. Cầu Astra dài 257m, rộng 7,57m và cao 4,65m. Khu vực làm việc bên dưới cầu dài 100m, rộng 5,1m và cao 3,1m. Quá trình lắp ráp cầu vượt di động cần dùng 3 cần cầu cùng với 2 đội lắp ráp 14 người. Các phương tiện có thể di chuyển qua cầu với tốc độ tối đa là 60 km/h. Cùng lúc đó thì công nhân vẫn có thể tiếp tục công việc phá dỡ, thay thế và sửa chữa mặt đường ở bên dưới cầu vượt. Họ không cần lo lắng sẽ bị va chạm với xe cộ qua lại, đồng thời có thể tránh nắng mưa. Ngoài ra, do công tác tu sửa không cản trở dòng xe lưu thông đông đúc vào ban ngày, họ cũng có thể làm việc trong ngày thay vì chỉ có thể làm vào ca đêm. Quá trình lắp đặt và tháo dỡ đòi hỏi 16 xe rơ móc gầm thấp chạy tổng cộng 45 chuyến để vận chuyển tất cả các bộ phận kết cấu ra vào công trường. Sau khi hoàn tất quá trình tu sửa ở đoạn đường cao tốc ban đầu, toàn bộ cầu vượt sẽ được nâng lên 10cm bằng thủy lực, sau đó tháo khỏi đường cao tốc trên bánh xe gắn động cơ để chuyển sang đoạn đường tiếp theo. Quá trình này có thể lặp lại nhiều lần cho tới khi hoàn thành cả dự án.